Và bây giờ mình sẽ đi làm cái món cải muối trộn nha. Củ cải trắng này là do mình trồng luôn nha, mà mình tự muối luôn nha, không có hóa chất, không có gì hết nha. Đây, bây giờ mình sẽ ngâm nước nó trước nha, ngâm nước nó trước để cho nó ra bớt cái chất muối trước nha. Đây, bây giờ mình đổ nước vô mình ngâm khoảng một vài tiếng nha, mình ngâm khoảng một vài tiếng để cho cái muối này nó bớt mặn trước nha, mình mới đem sắc ra nha. Bây giờ củ cải mình đã ngâm bớt độ mặn rồi nha, mình sắc ra mình trộn nha. Đây, bây giờ mình đã sắp xong rồi nha, bây giờ mình sẽ ướp nó nha. Mình sẽ có một bịch chanh, chai ớt, mình sẽ có một ít tỏi lột vỏ sẵn nha, ít đường, ít bột nêm nấm hương chai nha. Bây giờ tỏi mình sẽ đập ra, sau cái này mình sẽ cắt nhuyễn nha. Cho tỏi và ớt mình cũng sắc ra nha. Cái này nó hơi mặn á, nên mình cho hơi nhiều nhiều đường một tí nha. Cái này mình cho một ít bột nêm nấm hương chai. Cắt miếng chanh, trái chanh. Bây giờ mình sẽ trộn lên. Cái gì là xong rồi, mình sẽ để cho chừng 1 tiếng, 2 tiếng để cho cái gia vị nó ngấm vô là mình có thể dùng được không. Đây, bây giờ mình đã làm xong một tô củ cải trộn muối trộn nha, rất là ngon luôn. Đây, ngon lắm nha. Củ cải này mình tự trồng, mình tự muối rồi mình tự làm luôn nha, nên nó rất là ngon.